Mày dám bán hàng trên địa bàn của tụi tao hả? Anh phải đi hay em sẽ trở lại? Nhìn mày làm gì cho Tạ Thiên Khánh đúng không? Dạ không hả? Không hả mày? Mày cắt gân nó cho tao. Ông chủ, lùa về cúc gân là do con Quỳnh Nhi và đàn em của nó gây ra. Lũ khốn, tụi nó dám làm thế sao? Thì F21 đang mắc kẹt ở Đà Lạt. Trọng Dũng đang bị thương khá nặng. Chúng nó biết, chúng nó sẽ truy sát anh. Em hiểu không? Con này chưa bao giờ biết đầu hàng trước bất kỳ một đối thủ nào đâu. Cô ta giỏi giỏi, cho nên anh thích. Con Yên Phương không phải là một đứa đơn giản độc thường. Mày sao anh? Nguyễn nó dài viên ở đây đi. Tên Quỳnh Long trước kia rất là độc ác, bội tình bội nghĩa. Rồi chúng hung hăng mệt rồi.